Em là một tập thể đoàn kết, thân thiện, chăm ngoan. Lớp em hôm nay rất vinh dự được các thầy cô giáo về dự dò thăm lớp. Thay mặt cho lớp, em xin chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe và công tác tốt. Mình xin chúc các bạn một tiết học đầy thú vị. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Thank you.
đoàn bài cả lớp khi đang học hầm chi luận đó là bạn Minh Giang em là bạn cầm cả em đọc bài những người bạn lớp Andrew là một nghệ sĩ nổi tiếng của lớp Phi Lạc Phủ trong một cuộc thi ca hát ở đảo Fiji ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá trên đường trở về kinh đô đến giữa biển thì làm thuyền thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham cướp hết tặng vật và đòi giết Andrew nghệ sĩ xin được bài hát ông yêu thích trước khi chết vật cướp đồng ý Andrew đứng trên con tàu cất tiếng hát đến đoạn mê say nhất ông nhảy xuống biển vật cướp cho rằng Andrew đã chết khiến trong buồn trở về đất liền nhưng những tên cướp đã nhận khi tiếng đàn tiếng hát của Andrew vang lên có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu say sưa thưởng thức tiếng đàn tiếng hát của nghệ sĩ tài ba bảy cá heo đã cứu Andrew cũng đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu bọn cướp Andrew tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin sai giam ông lại hai hôm sau bọn cướp mới về từ đất liền vua cho bọn chúng vào dặn hỏi về cuộc hành trình chúng kể chuyện Andrew ở lại đảo đúng lúc đó Andrew bước ra đám thủy thủ sửng sốt không tin vào mắt mình vua truyền lệnh trị tội bọn cướp và trả lệnh do cho Andrew sau câu chuyện kỳ lạ ấy ở nhiều thành phố Hy Lạp và La Mã xuất hiện một đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá heo thông minh theo đi quay có các em được nghe bạn Trang và các con đó đúng không em đọc thầm thì đọc biết bài này phải chia được người bạn em thưa thầy là bài này chúng ta chia làm bốn đoạn ạ đoạn một từ tàu đến từ Avion đến trở về đất liền ạ đoạn thứ hai từ những tên cướp đã nhầm đến sai ra ông lại đoạn thứ ba từ hôm sau đến trả lại sự tự do cho Avion ạ đoạn thứ tư là đoạn còn lại ạ là những ý kiến mà khác đó mà bạn là ai nào cũng nhất trí kiến cái đoạn này. Các bạn có nhất trí không? Nhất trí. Các bạn nhất trí kiến cái đoạn nhé. Bài này các em chia đoạn bốn đoạn, mỗi lần bốn dòng một đoạn, em đánh dấu lại. Và khi đọc bài này các em cần lưu ý ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng phẩy, đúng chấm và các em đọc đúng tên riêng nước ngoài và các từ dễ viết sai chính tả. Ví dụ như là gì ôn. Quan tâm khi đọc trong phần là lưu ý và các em đọc ngắt nghỉ đúng câu dài ở cái đoạn bốn theo quan sát trên bài đây một câu dài thì đã ngắt nghỉ em ở phần hai các nghỉ không một câu dài vài bạn là cô này bạn câu dài như vậy các bạn bài này á đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh đó là bạn Linh các bạn em thưa thầy em đọc có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh đó là Trang sẽ tiếp tục bạn tìm hiểu em thấy hai bạn người này đã đọc đúng ngắt nghỉ bài to giờ dài. Đây là cái câu dài của chúng ta phải lưu ý. Thì đó mà bạn đọc phần dài, chúng ta. Đó mà bạn là Minh. Và lớp em theo dõi phần dài, chúng ta. Thầy em đọc bài. Qua tàu xa lộ thiên trên tàu thủy trong buồn. Cao cuồng nhảy lên đường, hành trình tiếng đi xa dài ngày, từng phút ngạc nhiên cao độ. Được rồi, em đã sau phần chú giải. Ngoài những từ phần chú giải, các bạn qua ra từ nào chưa hiểu không? Mời đi.
thế nào? Em đang nói là thủy thủ là những người lái tàu ở dưới biển ạ, là những nước ạ. Cổ cũng là một cái nền văn minh thuộc về một cái thời kỳ lịch sử của Hy Lạp, thời kỳ tăm tối nhất của nước Hy Lạp ở thế kỷ 8, thế kỷ 9 trước công nguyên, gọi là Hy Lạp cổ. Giờ bài thi là 4 đoạn, các bài còn sau. Bây giờ cả lớp em sẽ luyện tập nhóm đôi, trong thời gian là 3 phút. Nhìn thấy bạn toàn nó hơi nhỏ
đứng hát của Arion vang lên. Có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu. Say sưa thưởng thức tiếng hát của đàn chính tài ba. Bảy cá heo là chú Arion. Chúng đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của con cướp. Arion công với nhà vua toàn bộ sự việc, nhưng nhà vua không tin, sai ra vô lại. Hai hôm sau, con cướp mới về tới đất liền. Vua cho gọi chúng vào gặp hỏi về cuộc hành trình. Chúng kể chuyện Arion ở lại đảo. Đúng lúc đó, Arion bước ra, đám thủy thủ sừng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh chỉ đổi con cướp và trả lại tự do cho Arion. Sau câu chuyện kỳ lạ ấy, ở nhà thành phố Hy Lạp và La Mã đã xuất hiện đến tàu thuyền các hình một con cá heo sống người nhân lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để suy lại tình cảm yêu quý của con người từ loài cá thông minh. Vào bạn nhận xem, vào bạn thương thúy, mình thấy những bạn đọc to, rõ ràng lưu loát. Mình đề nghị bạn Minh đọc những từ hơn. Cảm ơn bạn mình vào một buổi xuống. Mình vào một nhà trang để chúc mình đọc của mình. Tôi thấy tôi đọc to rõ ràng rồi, nhưng tôi chưa phát nhìn đủ. Tôi lần sau tôi sẽ phát nhìn đủ hơn. Cảm ơn bạn mình vào một buổi xuống. Cảm ơn bạn nhà trang đọc hai ngôi. Tôi thấy em đọc Adio. Thank you.
Quận nước mới về từ đất liền, vua cho gọi chúng vào gặp họ về cuộc hành trình. Chúng kể chuyện Azium ở Hải Đảo. Chúng ngủ rồi, Azium bước ra, đám quỷ phụ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh chi tội quận nước và trả lại tự do cho Azium. Sau câu chuyện kỳ lạ ấy, ở nhiều thành phố Hy Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo đóng người trên lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh theo Nguyên Văn. Và các em đã nghe thầy nào bàn là cả lớp em đọc thầm câu hỏi một, đọc thầm đoạn một và trả lời câu hỏi một thế này: chuyện gì đã xảy ra đối với hai ngôi này? Dạ mời quý vị. Thì đã xảy ra đối với nghệ sĩ Ai Nôn, thì khi ông đi thi ca hát đã khi xin về thì ông đã bắt rất nhiều giải thưởng lớn nhiều, cho nên mọi người ở đây đã nổi lòng tham và hỏi thế gì hỏi thế không. Vậy vì sao ông không nhận phúc điển nào? Vì sao không nhận phúc điển đấy? Thầy mời ông. Vì sao ta không nhận được tiền? Đúng rồi, vì ông không chết trong tay đám mục, cho nên ông đã phải nhận được tiền, nhận được tiền. Sao là thầy cũng nói biết ý đoạn mồm nên không nói được gì không? Điều kỳ lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát đã biệt cuộc đời? Đã hỏi chú này. Tức là lần hai này là Aion được cá heo cứu và đưa về đất gì?
đất liền, và đấy chính là ý của hai. Vậy khi về đất liền thì nhà vua đã làm gì? Thì em học thầm ba trả lời câu hỏi này. Khi trở về đất liền, chuyện gì đã xảy ra với bọn cướp đây nhé? Nhắm mọi cường nào. Khi trở về đất liền, nhà vua đã trừng trị ạ. Trừng trị, rồi, đúng rồi. Đã thấy ý kiến bằng khác nào. Khi trở về đất liền thì nhà vua đã trừng trị bọn cướp đây. Trang. Khi trở về đất liền rồi thì bọn cướp rất là loanh quanh nhau, đúng không? Đã biết chuyện rằng là ra Arion ở lại đẹp cũng có thể tiếp tục công việc của mình, đúng không? Thì lúc đó, ngay lúc đó thì Arion đã cướp ra thì đám thủy thủ ngàn đó đã tự chuyển phốt. Chuyển phốt đây cũng là không tin vào mắt mình, tức là bàng hoàng, cũng bất ngờ, đúng không? Đấy là nhà vua đã chuyển lệnh chính thức đám thủy thủ ngàn. Nội dung đoạn 3 nói gì đây? Kỳ lạ như vậy thì chúng ta thấy là sau câu chuyện kỳ lạ ấy thì ở thành cuối là và La Mã đã có sự kiện gì đây chúng ta gặp đúng một đại nào chúng ta biết sau câu chuyện kỳ lạ mà cá heo đưa hai ngôi một đất liền như vậy thì ở lúc ở thành cuối là và La Mã đã có sự kiện gì đây thầm là sao khi mà câu chuyện kỳ lạ đó xuất hiện, đúng không? À, đã xảy ra thì ở nước La Mã, Hy Lạp cổ La Mã đã xuất hiện cái đồng tiền khắc hình một cái nhỏ người trên gì đây? À, trên lưng, đúng không? Có ý là cùng nói gì đây? Ý là cùng nói điều gì? Kia, như nào? Đây đúng rồi. 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 Đú
lên biết tính người, cá heo còn biết làm xiếc này, đúng không? Đấy, bơi lội rất là giỏi này. Đấy. Thì ở trên TV hoặc các em đã xem ở các chương trình thì ra thấy được cá heo, thì em sẽ quan sát một hình ảnh này. Cá heo đang làm xiếc cho mọi người xem. Ơi, đặc biệt, các bạn nào có thể tưởng em về xem xếp cá heo ở trên Quy nhé. Các bạn ta sẽ xem rất là hay. Cá heo là đấy, cá heo còn là một tay đôi rất là rộng. Cả con người trên lưng và đối trên lưng của tôi, đúng không? Đây là một số hình ảnh nói về bạn cá heo của mình nhé. Vậy thì chúng ta cần làm gì để đối với loài cá heo nói riêng và các loài động vật quý hiếm nói chung, đặc biệt là những loài động vật hoang dã này. Vâng, quý nào? Chúng ta phải bảo vệ cái heo không được bị săn hắn á. Làm những cái mặt khác rồi. Còn chúng ta cần làm gì để bảo vệ các loài cá heo của mình này, nói riêng này, như các loài động vật hoang dã nói chung là của mình? Chúng này không đánh bắt chúng này, đúng không? Không giết hại chúng này, lên án những người mà có ý định săn bắn giết chúng, đúng không? Đấy, ví dụ như là cá heo của chúng ta thì em thấy là từ nước ngoài đến Việt Nam ra thì không bao giờ con người đánh bắt cá heo, đúng không? Đấy, không bao giờ đánh bắt cá heo. Vậy thì ở gần chúng ta đây cũng có rừng quốc gia Trúc Phương, đúng không? Chúng ta thấy cũng rất là nhiều động vật hoang dã quý hiếm đi chơi ở đó thì em không được phun vào chúng, đúng không? Không chỉ em chúng và bảo vệ chúng, đúng không? Đấy, vậy chúng ta phải biết bảo vệ chúng và lên án những cái hành động mà săn bắt chúng, đúng không? Vậy thì trong bài học vừa rồi em có tìm hiểu làm thế nào biết nội dung của bài nói được gì đây? Nội dung của bài nói được gì đây? Cảm ơn Huyên. Giá qua điều kiện mặt hàng còn mũ nào còn cơm mũ nào không biết bài nói được gì không nhân mà đang mở thì chúng ta còn lại vẫn không minh của mình là cái heo cái cá rất là thông minh, đúng không? Biết thưởng thức âm nhạc rồi còn có biết tiếng gì đấy, những người đây chính là nội dung của bài. Giá mời bạn là vì các bạn không phải ở đâu trong văn phòng. Thank you.
nhưng những tên trước đã nhầm. Khi tiếng gà, tiếng hát của Azion vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến quay quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bảy cá heo đã cứu Azion, chí ương trở về đất liền, nhân dân cả tàu của nước. Azion tâu cúi vua toàn bộ sự việc, nhưng nhà vua không tin. Giải ra ông là người đòi đánh giáo lại cả ba và đã nhân rộng một số tình huống của các bạn hai và là giáo lại giáo đã nhân rộng những tình huống khác đây. Cảm ơn cha. Em thưa thầy, thầy đã nhớ rộng là đã nhầm đàn cá heo với quanh tàu say sưa thưởng thức trở về đất liền. Cảm ơn những kiến bạn nào. Vũ nào, anh nhất trí kiến bạn không? Anh không nhất trí kiến của bạn. Em ạ. Bổ sung. Anh nhất trí kiến bạn. Chứ không tin. Không tin. Vâng. Tức là không nhất trí là bổ sung các bạn thì không tin, đúng không? Nào, bạn ký nào. Anh nhất trí kiến của bạn. Chứ thưa thầy là em không nhất trí với kiến của bạn nhé. Em bổ sung thêm ạ. Rồi các em quan sát màn hình nhé. Hãy nhận dạng những từ phía sau. Đây là bảo một từ dạng nhận dạng. Đúng không? Thì đáng mời bạn đọc lại đoạn với bạn. Cảm lớn nghe em sau bạn. Thì đáng bảo ký ạ. Nhưng đọc là Thank you.
bạn vừa nghe ba bạn đọc là gì ý kiến của bạn nào? Bạn ý nào? Cảm thấy qua ba bạn đọc thì bạn nào đọc đúng hơn, đúng hay hơn? Thank you.